Cô chú anh chị và các em ơi, bữa nay Thảo cắt cỏ mà cái máy lớn á, cái máy chạy bằng dầu á, Thảo giật không nổi. Có cái máy này đã lắm, cái máy cắt cỏ bằng tay mình đẩy cái nó cắt cỏ, nhưng mà cắt xong thì phải lấy cái cây á, gom cỏ lại rồi hốt, hơi mất thêm công đoạn hốt nữa. Mà cái này nè vui lắm, hồi xưa đó ông xã hay đi đến mấy cái chỗ mà người ta bán gara sale á, cái nhà của cái chú Mỹ kia kìa, bán cái này nè rẻ lắm, có $1 à. Cái ông xã mua về cho Thảo rảnh rảnh, Thảo ra Thảo cắt tập thể dục luôn, cắt cỏ tập thể dục. Chứ cái máy lớn á, thì mấy đàn ông cắt nổi, còn Thảo cắt không nổi. Nói cái máy này cũng vui lắm. Cái dụng cụ cắt cỏ có cái vòng quay gì nè, không có bén. Cái này nó như những cái thanh sắt thôi, khi mình đẩy đi thì quay vòng vòng vậy là cắt đứt cọng cỏ. Chắc cái trớn quay nhanh á sẽ cắt được cọng cỏ. Cái dụng cụ cắt cỏ này rất là đơn giản, có cái vòng quay đó, hai cái bánh xe và cái tay cầm $1. Cái này người ta xài rồi người ta bán lại nên rẻ lắm. Chị và các em nói Thảo trồng rau nên Thảo gieo hạt giống nhiều loại rau lắm, các loại cải rồi các loại hạt như là đậu, đậu bắp, cà, các loại dưa, dưa lưới, dưa hấu, dưa gang, Thảo gieo tùm lum hết. Năm nay trồng không biết kết quả làm sao mà giờ gieo thấy cũng có lên rồi nè, một số cây lên rồi. Thảo để ở trong nhà nên mấy cái cây cải lên nhanh lắm, mới có 2 ngày mà đã mọc lên được mấy chậu rồi. Mấy cái hạt gieo mà Thảo để ở trong nhà có máy sưởi ấm nên nó lên sớm, còn cái này để ngoài trời nè. Giờ có vài hạt nó cũng sắp nảy mầm rồi, nhưng mà nó trễ hơn. Cô chú anh chị và các em ơi, cái vàng mai dây nay nó nở quá trời luôn, đẹp lắm. Cái mai này á, nó nở khoảng 2 tháng mấy luôn, nên trồng làm hàng rào hay là trồng thành chậu á, cũng đẹp nữa. Thảo cái này là hàng rào, còn mấy cây kia Thảo trồng đất á, tốt lắm. Nhiều khi á, lâu lâu Thảo mới tưới nước cho một lần, không có chăm sóc gì hết, có lâu lâu cắt tỉa nhánh thôi mà bông quá trời bông luôn, nở từ Tết tới giờ luôn á. Cô chú anh chị và các em có trồng mai dây thì trồng dưới đất á, rất là tốt, ít chăm sóc. Trồng trong chậu á, nhiều khi phải chăm sóc thêm đất, tưới nước hoài à. Đặc biệt á, là cây mai dây này thích nắng lắm, trời nắng nhiều á, có nhiều bông lắm.
Cái này đẹp lắm. Hai mặt đều có bông nở vàng đẹp. Cái này là hoa nhài mùa đông. Tại người Việt mình thấy nó giống hoa mai nên gọi là mai dây. Cái cây thảo mới sữa nè, cột dây lại đó, trồng có 1 năm à, bứt cái nhánh ghim trồng mà nhiều khi á, cả tháng 2 tháng không tưới nước luôn á, không có chết, trồng dưới đất á, bông nhiều lắm. Giờ nắng rồi, bữa nay có nắng rồi, chuẩn bị gần vô mùa xuân rồi, cây cối bông hoa đẹp lắm. Cái cây này là Thảo trồng nay là mấy năm trời đó, chắc cũng phải 6-7 năm. Bông đẹp lắm mà khó nhân giống. Cái loại màu vàng nè, nó giống như một loại xương rồng vậy đó. Họ của xương rồng nhưng mà cái tên khác. Đặc biệt thì có cái màu xanh á, cái màu xanh thì rụng, có hạt rụng lên, lên bông đẹp lắm. Màu xanh lá mạ, tới mùa nở đẹp lắm. Vườn á, rụng lên đầy vườn luôn. Còn cái cây màu vàng không có hạt, không có rụng lên. Phải bứt cái nhánh ghim mà nhiều khi sống, nhiều khi không. Khu vườn mùa xuân. Trời sắp sang xuân rồi, Thảo thích mùa xuân. Có bông hoa, nhưng mà có một cái là bị dị ứng đó, nên cái bông nào mà có mùi thì Thảo không có trồng. Đây cây mai này cũng trồng lượt, với lại cây mai Thảo mới quay đó. Mà cây này chỗ này có tưới nước nhiều nên nhánh mọc nhiều, bông nhiều lắm, tốt hơn cây đằng kia. Trồng lượt hai chị em á. Cao lắm, cao lên cỡ 1,5 m, còn cây kia cao chừng 1 m à. Bông nhiều ha. Đây một cây nữa, cũng chị em với mấy cây nhỏ nhỏ Thảo mới vừa quay đó. Bứt nhánh ghim lên, trồng ngoài đường á mà cũng đẹp lắm. Có bông, bông cũng nhiều lắm. Cây này á, dễ trồng lắm, thả ghim đất là dễ sống hơn. Dễ sống mà có bông nhiều hơn trồng chậu. Cái cây màu xanh này dễ trồng lắm. Ai mà có một cây thôi là có một bông thôi, khi mà nở ra rồi rụng á, lên. Mấy cây này là mới lên chừng 1 năm á, mà năm nay bông quá chừng luôn. Cái bông màu xanh lá mạ nở ra to như cái bông cẩm tú cầu á, giờ chuẩn bị nở rồi. Khi nở ra cái khu vườn có màu xanh lá mạ đẹp lắm. Đặc biệt là mỗi nhánh nở một bông mà mình để hoài luôn 5-6 tháng. Nếu mà trong mát á, nó màu xanh lá mạ lâu, còn ngoài nắng á, nó sẽ nhanh chuyển qua màu hơi xanh xanh, đậm đậm, vàng vàng á, không có đẹp như để trong mát. Cây này thích bóng râm, dễ trồng. Tự rụng hạt rồi lên quá chừng luôn. Thảo nhiều khi Thảo nhổ bỏ bớt lên đầy vườn luôn á. Cái bông này á giờ là chuẩn bị nở, nở ra cũng bự như cái bông cẩm tú cầu vậy á, to vậy nè, màu xanh mà như lá mạ non á, đẹp lắm. Thảo thích bông nên trồng bông hoa dữ lắm. Dạo này là bớt trồng rồi đó, tại vì dị ứng. Đi lại gần mấy cái bông mà nó có mùi á, là hay bị chảy mũi, nên cây này không có mùi, cây này không có mùi gì hết á, dễ thương, đẹp.
không mùi vị trồng được, dành cho những người bị dị ứng với các loài hoa. Thảo đợi mấy cái hạt trong đây gieo khoảng một tuần á thì lên cây. Thảo sẽ dọn vườn phía sau để trồng. Bữa nay cảm ơn cô chú anh chị và các em đã cùng Thảo dọn vườn ở trước nhà. Trước nhà thì Thảo sẽ trồng mấy cây dưa hấu, mấy cây dưa lưới. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo của Thảo. Đăng ký kênh Thảo Kali nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các em. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các em.